Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị, Nhật bản của tác giả Dương Hành Triệt Do, Thúy Hương dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 8. 1. Từ biệt Sajima Kazushi, bốn người chúng tôi lên xe. Không biết có phải do tự kỳ ám thị hay không mà tôi cứ cảm thấy cốc trà xanh Shizuoka có cái vị quay quái. Nhưng thấy đám nguyệt bính vẫn uống rất nhiệt tình tôi đành dốc sạch cả cốc cho xong chuyện. Còn về cô bé áo đỏ trong nhà của Sajima Kazushi, Sukino và Kuroba có vẻ không muốn nói, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Vẫn cứ là nguyệt bính thông minh, bí ngô, con gà có trước hay là quả trứng có trước? Tôi không biết, nguyệt bính, cho nên rất nhiều sự việc không cần phải truy hỏi tận gốc rễ. Nếu họ đã nói hành động của chúng ta chưa gây ra hậu quả không thể vãn hồi, thế thì thôi đừng có nghĩ nữa. Tôi thừa nhận lời Nguyệt Bính nói có lý, nhưng con người ta thường chết vì tò mò, càng không muốn nghĩ lại càng nghĩ nhiều. Vì tôi ngủ gật suốt dọc đường nên không biết mình đang ở chỗ nào, cho tới khi Sukino lái xe ra khỏi rừng cây, quay trở lại đường quốc lộ, tôi mới kinh ngạc nhận ra chúng tôi đã ở ngay dưới chân núi Phú Sĩ. Phóng mắt nhìn ra xa, núi Phú Sĩ giống như một chiếc quạt xòe treo ngược giữa chừng không, nhô cao đến tận tầng mây, sườn núi một màu xanh mắt, đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa. Dưới chân núi, cây xanh biếc dợp như giải khăn quàng quấn quanh, nước hồ màu hổ phách phản chiếu hình bóng đảo ngược của toàn bộ trái núi. Thật là một vẻ đẹp hoàn mỹ khiến người ta không khỏi thán phục bàn tay tài khéo của tạo hóa thiên nhiên. Thảo nào thi nhân Nhật Bản lại say mê ngọn núi này đến thế? Nhưng nghĩ tới rách tóc vàng đang ở trên ngọn núi phu sĩ xinh đẹp này, Tôi bỗng thấy khắp người ớn lạnh. Tại sao hắn lại muốn tìm thần kiếm Fushunomitama? Những lời giống như câu đố của Takeshi Miyamoto trước khi Lâm chung có ý nghĩa gì? Trước câu hỏi này, cả Sukino và Kuroba đều thành thật trả lời rằng: Tôi không biết. Các thầy âm dương nói rằng, không một ai có thể lấy được Fushunomitama ra khỏi núi Phú Sĩ. Và một khi Fushunomitama trở lại nhân gian, sẽ xảy ra tai họa khủng khiếp. Khi tôi hỏi Fusunomitama ở đâu, Kuroba Mim một nụ cười hiếm hoi, chỉ về một đỉnh núi cao nhất của Phú Sĩ ở đằng xa, thanh kiếm thần thánh nổi tiếng đương nhiên phải ở trên đỉnh núi cao nhất, đỉnh Surugi. Vì nguyên nhân thời tiết, trong một năm chỉ được phép leo núi Phú Sĩ vào một khoảng thời gian duy nhất vào mùa hè, thường thì mở cửa núi vào ngày 1 tháng 7 và đóng của núi vào ngày 26 tháng 8 hàng năm lúc này đã qua thời gian đóng của núi vì sự tôn trọng đối với núi phu sĩ nên dù là những người đặc biệt như Sukino cũng không được phép xé sao Sukino bừng bực cuốc điện thoại đỗ xe trước của lên fujinomiya chỉ nói gọn lòn xuống xe leo núi tôi và nguyệt bính nào có ngờ lại còn có chương trình leo núi nữa đương nhiên chẳng chuẩn bị gì cả nhưng Sukino cứ như đã tính toán sẵn sàng từ trước mở cốp sau xe trang bị không thiếu thứ gì trang phục leo núi, lều giã ngoại hai tầng, đệm chống ẩm, túi ngủ, giày leo núi có gai bám băng, thùng bảo hiểm, thiết bị nâng hạ, mũ giữ ấm, găng tay giữ ấm, bình nước giữ nhiệt, kính dâm leo núi chống lóa tuyết, móc leo núi, gậy trống, hơn nữa, trông có vẻ không chỉ có bốn bộ. Chia trang bị cho từng người xong, Sukino mới giải thích là thầy âm dương, lúc nào cũng phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, nên đồ nghề trang bị luôn phải sẵn sàng. Tôi nhìn cả đống túi lớn túi bé dưới đất, thắc mắc, cô Sukino, chúng ta lên đỉnh Surugi là để tìm rách, chứ có phải chơi trò leo núi đâu, mang theo những thứ này làm gì. Sukino khẽ lắc đầu, anh có biết đỉnh Surugi cao bao nhiêu so với mực nước biển không? 3776 m và hoàn toàn không có một con đường nào dẫn lên đỉnh núi, chỉ có thể dựa vào những thiết bị này để trèo lên thôi tìm tôi âm thầm thoát lại, hóa ra tìm cái tên rách chết tiệt này còn phải chơi thể thao mạo hiểm nữa. Leo núi thong rong theo đường mòn vừa đi vừa ngắm cảnh còn được, chứ nếu leo trèo theo vách núi dựng đứng như vận động viên chuyên nghiệp, sảnh chân sảnh tay một tí là đi gặp sơn thần. Trong lòng bấn loạn, tôi nhớ nhác nhìn về núi Phu Sĩ, rồi lại quay sang nhìn Nguyệt Bính. Nguyệt Bính cũng mặt nhăn như bỉ, bí ngô, tao mắc chứng sợ độ cao. Sukino đắn đo, Kuroba, có cần liên hệ với anh ta không? Quỷ hữu ý, Kuroba cứ như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, bật cười. Chẳng phải anh ta mới cưới vợ sao? Hai, tôi ngồi trồm hổm trong bụi bứt cỏ dài, người Nhật lạ thật đấy nhỉ? Anh ta là kiện tướng leo núi Nhật Bản, sao lại lấy biệt hiệu là quỷ núi thế? Nghe ghê quá, Nguyệt Bính cẩn thận thả thòng lọng xuống, thì người Nhật Bản thích kiểu phát ngôn ấn tượng mà. Tôi quay sang nó cằn nhằn, này, mày có biết bắt thỏ hay không thế, thả hơn chục cái thòng lọng rồi, chờ cả nửa ngày mà có thấy con thỏ nào đâu. Chả khác nào ôm cây đợi thỏ. Nguyệt Bính phủi đất trên tay, hài lòng nhìn cái thòng lọng vừa thả xuống, bí ngô, mày đừng có chút giận lên đầu tao. Tao lại chẳng đi guốc trong bụng mày. Tại sukino dựng lều với Kuroba, tao kéo mày đi săn thú nên mày mới hậm hực chứ gì. Thế à? Tôi nói cứng. thề bí ngô, mày có biết dựng lều không? Nguyệt Bính hỏi. Tao học y, có học dựng lều đâu mà biết. Tôi cấm cẩu. Nguyệt Bính gãi mũi. Nên nếu mày ở đấy lóng móng vướng chân vướng tay làm mất mặt tao là chuyện nhỏ. Để xua Kino coi thường mày mới là lớn chuyện. Tao làm thế là cứu mày một bàn thua trông thấy đấy. Tôi nghe nó nói thế cũng có lý. Bảo vệ hình tượng trước mặt cô gái mình yêu là cực kỳ quan trọng đúng lúc ấy, nghe phóc một tiếng, bụi cây bụi rung lắc dữ rồi. Bắt được rồi, Nguyệt Bính hớn hở reo lên, tao đang lo là trên mạng dậy vớ dậy vần. Chúng tôi chạy lại xem, thấy trên sợi thòng lọng đang treo lơ lửng có một đám gì đỏ rực đang dãy túi bụi, kêu lên chát chít. Dẫy một hồi, thòng lọng càng thít chặt, nó kiệt sức thõng người treo lùng lẳng tại đó. Một con cáo màu đỏ. Tôi chưa từng nhìn thấy một con cáo nào xinh đẹp đến vậy bộ lông đỏ rực rỡ như lửa cháy, bóng loáng mỡ màng. Từ ức đến bụng là một mảng lông hình thoi trắng muốt như tuyết trên đỉnh núi phu sĩ, đôi tai nhọn cụp xuống mềm mại, túm lông nhung mượt mà run dày. một cặp mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn chúng tôi trông rất tội nghiệp. Chân phải của nó bị thòng lọng thít quá chặt đã trượt mất chút da và lông, máu ứa ra lấm tấm. Ơ, ờ, té ra là cáo à? Nguyệt bính ngẩn người, bí ngô, hay là lột da làm khăn choàng cổ tặng cho Sukino, cô ấy sẽ thích đấy. Tôi gật gù, ừm, quấn một tấm da tươi nguyên trên cổ, cũng quyến rũ thật. Nguyệt Bính móc ra con dao găm Thụy Sĩ sắc lẹm, tôi hết sức cẩn thận giữ lấy con cáo nâng lên, sợ Nguyệt Bính cắt đứt dây thừng làm nó rơi xuống chảy chuộng mất bộ da đẹp, mày cẩn thận kẻo cứ phải người nó đấy. Nguyệt Bính nín thở, đưa dao còn thận trọng hơn cả cầm kim thiêu hoa, im nào dây thường chắc quá. Con cáo nhỏ đưa ánh mắt sợ sệt như trẻ thơ nhìn tôi, lòng bàn tay tôi cảm nhận được nhịp tim bấn loạn của nó. Sợi dây đã bị cưa đứt, tôi khẽ khàng đặt con cáo xuống đất. Con cáo mở tròn mắt nhìn chúng tôi rồi lẩy bẩy đúng dậy, rụt rè bước đi hai bước, chân hơi tập tĩnh nhưng có vẻ không đáng ngại. Nó kêu chít chít mấy tiếng, rồi vọt một cái phóng tuốt vào bụi cỏ. Chuyến đi săn thất bại. Nguyệt Bính kết luận rồi đứng dậy bước đi. Mày đi đâu thế? Tôi lấy làm lạ. Tao đi thu thòng lỏng. Nguyệt Bính ngoái lại nói. Từ giờ tao chỉ ăn cỏ thôi. Mày có ăn cùng tao không? Bố mày khó khăn lắm mới tiến hóa được thành người. Không phải để lại quay về làm bò đâu nhé. Tôi phản đối. Nhưng vẫn đi thu thòng lỏng cùng với nó. Ba. Thu xong toàn bộ thòng lỏng. Chúng tôi tiện thể đi đảo ít khoai giải, cũng coi như là có cái để ăn nói với Sukino. Nhìn điện thoại di động đã là 21 giờ 20 phút. Sukino liên hệ với cây gã quỷ núi Minamio Hiroshi đã hơn 2 tiếng đồng hồ, chắc cũng sắp tới rồi. Hai chúng tôi vừa đi vừa tán chuyện phiếm, Nguyệt Bính kể cho tôi nghe mấy câu chuyện rùng rợn nghe được từ chỗ doang, giữa cảnh núi rừng hoang vu tĩnh mịch, tôi nghe mà ớn lạnh từng cơn. Đúng lúc đó, Nguyệt Bính bỗng khựng lại tôi ngạc nhiên quay sang nhìn thấy nó đang đứng thẳng đơ mắt nhìn trùng trùng vào vạt rừng bên phải tay thọc vào trong túi áo tôi nhìn về phía ấy chẳng thấy gì cả bèn đập nó một cái mày sao thế nguyệt bính mặt đầy nghi hoặc mày có nghe thấy gì không tôi dòng tay nghe ngoài tiếng gió núi lay động co cây chỉ thấy lác đác tiếng cú mèo kêu thảm thiết chẳng lẽ tao nghe nhầm nguyệt bính lắc đầu Tao cứ nghe thấy có tiếng con gái đang gọi tên tao. Dưới ánh trăng trắng bệch, gió núi thổi dữ dội khiến cỏ cây ngả nghiêng sao sắc, cứ như có thứ gì đang rẽ có chui ra. Nguyệt, Nguyệt Bính, tôi cảm giác lưỡi mình cứng đờ, mà dọa người không chết, người dọa người mới chết, mày làm ơn tha cho tao đi. Không, Nguyệt Bính mặt biến sắc, nhưng đầu lắng nghe, đúng là có người gọi tao thật đấy. Tôi nghe mà nổi gai ốc, đúng lúc ấy Nguyệt Bính trợn chừng mắt chỉ thẳng vào tôi. Còn chưa hiểu mô tê gì, tôi bỗng thấy bên cạnh cái bóng đồ của tôi hiện ra một cái bóng khác, hòa vào cái bóng của tôi, rồi từ trên vai thỏ ra một mớ gì rối tung như có tạp. Tôi quay vụt lại, nhìn thấy một khuôn mặt kề sát ngay trước mặt tôi đến mức mũi chạm mũi, mắt đối mắt. 4. Sợ rồi à, khuôn mặt đó ngoác miệng cười, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Có biết ta là ai không? mùi hôi tanh phả vào mũi tôi lộn mửa tôi giật lùi lại vấp chân ngã nhau nguyệt bính nhảy nhóc tới chặn trước mặt tôi bí ngô chạy mau vẫn đứng nguyên trước mặt tôi là một bộ mặt già nua xấu xí đến ghê rợn Đẩy mặt nếp nhăn giống như quả táo thối rúng gió mớ tóc trắng xin dài thướt dính đầy lá cây xóa tới thắt lưng cứng đờ như thép mặc cho gió núi thổi ào ào cũng không hề lay động cái miệng nhọn hoắt tựa mỏ chim khi há miệng nói để lộ hàm răng bé xíu dày xin xít. Càng quái dị hơn nữa là trên người bà ta mặc một bộ váy đỏ rực rỡ như áo cưới. Không cần chảy, ta không làm hại các ngươi đâu. Mụ ta cười, với miệng nhọn ngoác ra như một vết thương há miệng trên bộ mặt nhỏ nhĩ. Ta không tìm các ngươi, mà là... Mụ khựng lại nửa chừng, gập lưng lại rúc vào bụi cỏ, vốt lại một câu. Nếu có nguy hiểm, nhớ trèo lên cây lại một cơn gió núi thổi tới bụi cỏ rung lên lào xào không thấy mụ già đầu nữa mụ đã biến mất hai thằng tôi chết lặng mất một chốc rồi nguyệt bính ngẩng đầu nhìn trời nói bí ngô hôm nay là trung thu đấy bốn mùa xuân hạ thu đông từ xuân tới hạ là thời điểm dương khí trong trời đất sinh trường âm khí thoái lui vạn vật sinh sôi qua tháng sáu âm lịch từ hè sang thu vào đông dương khí trên thế gian lại suy dần âm khí thịnh dần vạn vật khô héo mùa xuân là dương khí mới sinh vạn vật hồi sinh nhưng vì âm khí của mùa đông nên còn yếu ớt mùa hè dương khí thịnh vượng nhất nên cũng nóng bức nhất mùa thu âm khí thịnh dần bắt đầu tiêu điều còn mùa đông âm khí thịnh nhất dương khí suy yếu nhất vạn vật thu tàng trăng mọc về đêm lặn về sáng âm khí đương nhiên thịnh nhất khi thời tiết chuyển từ hạ sang thu, hai khí âm dương của trời đất giao hoán, khí âm của mặt trăng thịnh dần vào độ trăng tròn của tháng mùa thu đầu tiên, chính là thời điểm âm khí mạnh nhất. Vào tối hôm ấy, các vật mang âm khí hồi sinh, tràn ngập đất trời. Và đó chính là lễ Vu Lan rằm tháng 7 âm lịch, tục gọi là tiết cô hồn. Bà lão chúng tôi vừa gặp, chắc hẳn là yêu quái quỷ mị lang thang trong núi hoang mày có thấy bà ta trông rất giống cáo không nguyệt bính thiết chặt ba lô về lều thôi tối nay sẽ bất thường đấy chỗ gặp bà lão khá gần nơi hạ trải còn cách mấy bụi cây đã thấy lửa chạy cháy bùng trong ánh lửa thấy hai người đang đi đi lại lại hoa chân múa tay như đang tranh luận một người khác đang xoay một cây gỗ bắc ngang đống lửa hình như đang nướng thứ gì đó trên một giá trống của trại treo một tấm da khẽ phất phơ theo gió trông cứ như tấm phướn chiêu hồn. Tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, xen lẫn mùi máu tanh tanh. Nam, mới chỉ đôi, ba tiếng đồng hồ, Sukino và Kuroba đã dựng xong một khu lều khá ra dáng. Trong vòng 10 mét vuông quanh lều dài một vòng lưu huỳnh ngay ngắn, trong lều sáng trưng ánh đèn. Bên cạnh đống lửa, một người đàn ông mặc áo gió đang xoay que xiên nướng thịt, chốc chốc lại cầm bàn trải quét mỡ ấm nước dã ngoại treo trên giá đã sôi ùng ục, chính giữa khu lều là một ngọn đèn chống gió treo trên giá ba chân. Người đang nướng thịt có lẽ chính là quỷ núi Minamio Hiroshi, còn Kuroba và Sukino vẫn đang tranh cãi kịch liệt. Cho dù anh không chấp nhận, cũng phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Sukino giận dữ nói, thầy âm dương chúng ta dựa vào khí của tự nhiên, cách kiểu tổn hại tới tự nhiên thế kia, tôi không thể chấp nhận được. Kuroba lạnh lùng trả lời, thu dọn đồ dùng leo núi. Tôi không thể chấp nhận một kẻ tàn nhẫn lọt vào đội ngũ của chúng ta, dù có là kiện tướng leo núi Nhật Bản đi nữa. Không có hắn, tự tôi vẫn leo được lên đỉnh Surugi. Kuroba, Sukino dậm chân, lại nhìn sang Minami Hiroshi như mong hắn giáng hòa. Thịt cáo tùy ít người ta vì nó hôi, nhưng nếu quét thêm mù tạt, nêm thêm ít tương cá mực nữa thì vẫn ngon bá cháy. Giọng Minamio Hiroshi khàn đặc, con cáo này cắn đứt được cả thòng lọng thợ săn cơ đấy, vừa hay tôi chụp được, đúng là của trời cho. Bộ da nó đẹp tuyệt vời, chắc vợ tôi thích lắm đây. Tim tôi bỗng như bị ai bóp nghẹt, chẳng lẽ đó chính là con cáo nhỏ đã được chúng tôi phóng sinh. Và thứ đang nướng trên lửa kia chính là thi thể của nó. Nguyệt Bính sầm mặt lại, nhảy nhóc đến trước lều, tôi chạy theo bén gót. Sukino nhìn thấy chúng tôi, vội nói, anh Nguyệt, anh Bí, các anh hãy khuyên Kuroba giúp tôi đi. Tôi đã nhìn thấy, trên giá gỗ trống lều, một chiếc đinh thép đóng chặt vào chót đuôi đỏ rực, treo ngược tấm da còn ứa máu. Đó là một bộ da các nguyên vẹn với một đường rạch thẳng từ chót mũi tới tận đuôi, mặt trong vẫn còn dịn máu, chảy tụ về cái mõm cáo nhọn hoắt, nhỏ giọt thành vũng trên mặt đất. Cẳng chân phải nhỏ bé có một vệt chảy xước do bị dây thừng thít, đôi tay mềm mượt rũ xuống không còn sự sống. Dầm, Nguyệt Bính đấm thẳng vào cây cột gỗ khiến nó gãy gập. Mẹ, mày, chết, đi, Nguyệt Bính gầm lên, nhảy nhóc tới bên đống lửa, tung chân đá bay ấm nước. Nước nóng bắn ra khỏi ấm, văng tung tóe lên mặt Minamio Hiroshi, hắn ôm mặt rú lên thảm thiết. Nguyệt Bính lại bồi thêm một cú lên gối vào bụng, hắn lại rủ thêm tiếng nữa, người gập đôi, co rút, đầu ti xuống đất, ngã lăn ra rên gì. Anh Nguyệt, anh làm cái gì thế? Sukino ngỡ ngàng kinh ngạc, hết nhìn Kuroba lại nhìn Nguyệt Bính, cuối cùng dừng lại ở tôi cầu cứu. Tấm da cáo đã rơi xuống, bộ lông tuyệt đẹp nhem nhuốc bụi đất xám xịt, trong hốc mắt trống rỗng lộ ra nỗi đau đớn tột cùng. Kuroba đã thu dọn xong dụng cụ leo núi, lẳng lặng bỏ đi. Sukino hét lên lạc giọng, Kuroba nhưng không ai đáp lại. Sokino, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng giọng nói của mình lại lạnh lùng đến vậy. Lẽ nào cô chỉ biết có nhiệm vụ mà không hề xót thương sinh mệnh? Chúng ta cũng đi thôi. Nguyệt Bính khẽ khàng nhấc thi thể cháy xém của con cáo nhỏ ra khỏi đống lửa. Tôi khẽ gật đầu, cũng cắm cúi thu dọn. Kiện tướng cái con khỉ, đúng chung hàng ngũ với cái thể loại tàn sát thủ hoang này, tôi cũng bị bẩn lây. Tôi thà tự mình leo lên định Sorogi. Minamio Hiroshi chợt phá lên cười, giọng nói càng thêm khàn đặc. Xót thương ấy à, thường ngày anh không ăn thịt chắc, giờ thì anh thương xót con cáo này, nhưng thịt lợn, thịt bò, thịt cừu vẫn chén tì tì, và cả các thứ rau cỏ nữa, có cái nào không phải là sinh mạng. Khi ăn uống ngon lành, anh có nghĩ rằng những món ăn đựng đầy trong đĩa đều là thi thể của các sinh linh đã bị mổ xẻ, băm, chặt, chiên, xào, hấp, rán. Con người sống được chính là nhờ ăn xác của các loài sinh vật khác. Nguyệt Bính có vẻ muốn phản bác, nhưng lại cứng họng không nói được gì. Những lời của Minamio Hiroshi, đích xác là không thể phủ nhận. Con người vì sinh tồn mà buộc phải tìm kiếm thức ăn từ các loài sinh vật khác, đây là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Nguyệt Bính lạnh lùng nói, thế nhưng không thể vì dục vọng của cái miệng hoặc vì khoái cảm biến thái mà hành hạ giết chóc sinh linh hành hạ giết chóc, Minamio Hiroshi lại bật cười. Nếu như bắt buộc phải hành hạ giết chóc mới mong được sinh tồn thì sao? Tôi không hiểu hắn định nói gì, nhưng đã lờ mờ cảm giác được nỗi oán hận ẩn chứa trong đó. Anh Bí, anh Nguyệt, Sukino cắn môi, thầy âm dương không bao giờ cho phép hành hạ giết chóc sinh vật hoang dã. Nhưng cách làm của anh Minamio đã được ngài Okawa Yuji cho phép. Tuy tôi không biết nguyên nhân, nhưng đúng là đã được ngài Okawa Yuji cho phép. Wow, đúng lúc chúng tôi đang căng thẳng, từ trong rừng núi bỗng vọng lại một tiếng kêu thê thiết. Trong gió núi loáng thoáng có mùi hôi kỳ lạ. Wow, wow, tiếng kêu rội lên liên tiếp, dồn dập khắp bốn phương tám hướng, giống như có một đàn động vật đông đúc đang đổ dồn tới khu liều. Các lùm cây rung lên xào xạc, chim chóc kinh hãi bay lên tán loạn lên đến lưng chừng trời thì tự dưng khượng lại, rơi thẳng xuống giống như con diều đứt dây. Một cái bóng lao vọt ra khỏi lùm cây, bước chân loạn choạng, hét lớn, lửa. Màu đốt lửa lớn lên. Là Kuroba. 6. Kuroa lao vụt tới trước lều, mặt và cánh tay chẳng chịt vết cành cây cào xước, giận dữ chừng mắt nhìn Minamio Hiroshi rồi xông vào trong lều, gõ ngọn đèn cồn treo bên trong xuống. Lúc quay trở ra, anh ta một tay sách đèn cồn, một tay cầm một khúc gì dài hơn một mét, chạy ù tới bên đống lửa, đập thẳng ngọn đèn cồn vào trong đó. Phụt, đống lửa bùng lên cao hơn ba mét, ngọn lửa xanh lét hát lên khuôn mặt đầy kinh hãi của Kuroba. Ngoáo, ngoáo, âm thanh mỗi lúc một gần, Kuroba hai tay nắm khúc gậy kia, quật mạnh một cái, văng ra một đoạn. Lúc này tôi mới nhìn rõ, đó là một thanh kiếm katana sáng loáng thứ vừa bị hất đi là bao kiếm. Tất cả tới gần đống lửa, tập trung lại, Kuroba căng thẳng nhìn chằm chằm vào rừng. Đàn sói, Nguyệt Bính cũng tái mặt. Tuy tôi chưa trông thấy sói bao giờ, nhưng qua phim ảnh, tiểu thuyết, tôi đã biết chúng hung dữ và khát máu ra sao. Nếu bị đàn sói bao vây, chỉ còn biết hy vọng đống lửa này không bao giờ tắt và trông chờ vào sức lực của hai thầy âm dương cộng thêm Nguyệt Bính nhưng nhìn vào thần thái của Kuroba, có vẻ tình hình rất không lạc quan. Không phải sói, bàn tay nắm đốc kiếm của Kuroba hơi run lên, lưỡi kiếm lắc khẽ hắt ra một chớp sáng chói mắt. Là cáo, yêu cáo trong núi tới báo thù. Mùi hôi tanh trong gió càng thêm nồng nặc, dưới ánh trăng nhợt nhạt, tôi đã nhìn thấy, từ bìa rừng tràn ra một đàn cáo đông nghịt tựa thủy triều, nhanh chóng bao vây chúng tôi tầng tầng lớp lớp vô số những cặp mắt xanh len lét sáng quắc lên như đèn lồng, trông vô cùng rùng rợn. Quay lưng vào đống lửa, mỗi người một góc, tôi hoang mang làm theo lời Nguyệt Bính. Đống lửa cháy ngùn ngụt, nóng tới mức sau lưng tôi bỏng rát, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến toàn thân tối ớn lạnh. Hàng trăm con cáo lớn nhỏ khác nhau nhảy thoan thoát lại gần, đến khi cách chúng tôi hơn ba chục mét thì dừng lại, bất động nhìn chúng tôi. Cáo đỏ, cáo xám, cáo trắng, cùng ngồi trồm hổm dưới đất như chó. Có vài con cáo đỏ to cỡ con chó husky, vươn cổ nhe nhanh, kêu lên chin chít, lông cổ rụng ngược lên tua tua. Wow, phía sau đàn cáo vang lên một tiếng kêu thảm thiết, lũ các dòng tai, ngách mũi hít hít, nhích lên 3, 4 mét, rồi dừng lại. Chân tôi đã mềm nhũn, chỉ quen với hình ảnh con cáo nhỏ bé, thập thò, rào hoạt trong phim ảnh, nhưng khi số lượng đông tới một mức độ nhất định, lại hình thành nên một khí thế khủng khiếp. Mùi hôi rình đặc trưng của loài cáo phả tới nồng nặc khiến tôi xây sầm cả mặt mày. Bí ngô, bình tĩnh, có tao đây. Nguyệt bính chấn an tôi. Tôi dịch lại gần nó, gật đầu. Một tiếng kêu nữa vang lên, đàn cáo lại đồng loạt nhích về phía trước. Từ trong ánh mắt của chúng, tôi nhận ra chúng tôi lúc này không còn là đối thủ của chúng, mà chỉ là mấy món đồ chơi vô dụng căng thẳng khiếp sợ hãi hùng tôi thả chúng cư xông vào lên hỗn chiến còn hơn bọn này đang dùng tâm lý chiến với chúng tôi ư vô số cặp mắt xanh lét nhấp nháy mùi hôi tanh muốn lộn mua và những tiếng kêu ma quái khiến tôi toàn thân lạnh toát run rẩy đến nghẹt thở chẳng biết làm sao phải hét lên một tiếng thật lớn để giảm bớt cảm giác tức nghẹn trong lồng ngực ồ không ngờ ý chí của anh cũng mạnh thật đấy cô lăm lăm thanh kiếm katana chỉ về phía trước lần này mà không chết tôi sẽ mời anh uống rượu nguyệt bính rút thắt lưng ra nhét xuôi con dao dọc theo khe hở kẹp chặt lưỡi dao vào rồi thắt thêm một nút thắt chế ra một con dao quang đơn giản cứ sống được đã rồi tính sukino rút ra hai tờ giấy dài hẹp gấp vài cây đã biến thành hai thanh kiếm giấy trước khi chưa tìm được rách không một ai được phép chết không chừng hắn đã tìm được Fusunomitama rồi dùng để sai khiến yêu quái trong núi ngăn cản chúng ta cũng nên. Tôi thấy ba người họ đã vũ khí sẵn sàng, bèn nhặt đại một khúc cùi bằng cổ tay từ đống lửa lên dùng tạm. Thế gã kia thì sao? Kuroba chỉ hũi kiếm vào Minamio Hiroshi đang ngồi co do dưới đất. Không thể để anh ta chết được, Sukino khẽ nói, phải không? Ừm, tùy hắn tàn sát sinh linh, nhưng bản thân hắn cũng là sinh linh nguyệt bính thở hắt ra lời hắn ứng nghiệm rồi đấy giờ thì buộc phải tàn sát để sinh tồn tôi thấy tay rát rát nhìn xuống mới biết khúc củi đã cháy mất nửa đoạn chỉ sót lại một màu chừng một thước đàn cáo lại tiếp tục dịch chuyển nhưng lần này không phải là di chuyển về phía trước mà rẽ sang hai bên từ phía cuối đàn cáo có một con cáo khổng lồ đi ra nó đứng lại cách chúng tôi hai ba mét nhìn tôi chằm chằm nếu không phải nhờ bộ lông đỏ rực như lửa, cặp mắt xanh lét riêng có của loài cáo, và cả cái đuôi bông xù sau lưng, tôi còn ngỡ nó là con ngựa. Ba người còn lại liền dịch chuyển, xếp thành một hàng ngang với tôi, đối diện với con cáo. Con cáo khổng lồ bỗng ngửa đầu, giơ chân trước lên, chỉ vào Minamio Hiroshi. Tôi nhìn thấy sau cổ nó có túm lông dài trắng muốt, mặt nó nhăn nheo già nua, cái mõm nhọn hoắt, bộ lông đỏ rực càng nhìn càng thấy quen. Phải rồi, trông rất giống bà lão tôi gặp vừa nãy. Muốn tìm anh ta, Sukino khẽ hỏi. Con cáo khổng lồ gật gật đầu, lại chỉ vào Minamio Hiroshi, rồi chỉ sang chúng tôi, hách mõm về phía núi Phu Sĩ. Có được anh ta thì sẽ thả cho chúng tôi lên núi. Sukino phỏng đoán, con cáo khổng lồ lại gật đầu, hai mép nó nhếch lên như thể mỉm cười hài lòng với sự thông minh của Sukino. Sukino quay sang hỏi chúng tôi, "Làm sao bây giờ?" Nguyệt Bính, "Tôi không có ý kiến." Kuroba, "Tôi cũng không có ý kiến." Ba người nhìn sang tôi, từ trong ánh mắt của họ, tôi hiểu được ẩn ý trong đó. "Tôi càng không có ý kiến." "Sukino, có đáng không?" Nguyệt Bính, "Chẳng có gì đáng với không đáng, chỉ có điều." Kuroba, "Anh ta là một con người đấy." "Thế thì đánh thôi." Nguyệt Bính huơ con dao quắng bí ngô đứng ra đằng sau tao bảo vệ sau lưng cho tao tôi chửi tao là cái đuôi của mày bao giờ thế chiến đi nguyệt bính nhảy tới trước mặt minamio hiroshi chiến ba chúng tôi đồng thanh hét còn nữa nguyệt bính chỉ vào con cáo khổng lồ ý tốt của bà tôi xin nhận nhưng chúng tôi không thể bỏ đồng loại trốn lên cây được nguyệt bính cũng đã biết con cáo khổng lồ là ai bảy bộ lông của con cáo khổng lồ dựng lên tua tùa, mắt lóe hôm quang, nó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng dài, rồi từ từ lùi về phía sau đàn cáo. Đàn cáo đã chuyển động. Tất cả chúng đều nhe răng, gầm ghè một chốc rồi tình lình lao vọt về phía chúng tôi như tên bắn. Tôi nhìn thấy rõ ràng một con cáo trắng há ngoác mõm lao thẳng về phía tôi. Chống ngực tôi đánh thăm thùng như trống, tôi quật thẳng cây củi ra, gãy đôi, con cáo bị đánh trúng đầu rơi phịch xuống, miệng phụt máu, dãy rùa. Con thứ hai lao tới, tôi chộp được cổ nó, hai tay bẻ mạnh, tiếng xương vỡ khủng khục, nó rụ xuống. Con thứ ba nhảy nhóc lên vai tôi, vuốt sắc cắm sâu vào thịt, tôi nghiêng đầu tránh được cú táp từ hàm răng sắc nhọn, chụp lấy hai chân sau của nó răng mạnh. Vuốt nó cào trên vai tôi rách toạc, tôi ném phăng nó đi. Con thứ tư hình thù trông như yêu quái, nhảy vọt lên cao rồi hạ cánh xuống đỉnh đầu tôi. Tôi vừa giơ tay lên tóm thì hai bên trái phải lại có hai con nhảy tới, cắn phập vào ống tay áo tôi rằng xé. Sẽ... Toi rồi, tôi vừa nghĩ thì một con dao quang bay đánh vào tới đỉnh đầu tôi, bập trúng đầu con cáo. Nguyệt Bính giật dao về, lại giúp tôi hạ một con cáo khác vừa lao đến bên sườn. Tôi đón đỡ tránh né túi bụi, chẳng còn tâm trí đầu mà nhìn sang người khác nữa. Máu cáo bắn tung tóe khắp người tôi, những vết cắn, cào mỗi lúc một dày đặc, tôi thở hồng hộc, đã sắp kiệt sức đến nơi. Bên tai tôi là tiếng vù vù, vun vút của dao kiếm, ba người kia có vẻ rất ồn. Một luồng hào quang bỗng lao vụt tới trước mặt tôi, Kuroba một tay mua tít thanh kiếm, tay còn lại rũ rượi buông thóng, chắc đã bị thương không nhỉ. Sa cáo bắn tung tóe theo những đường kiếm dày đặc, vòng hào quang lao vọt ra xa biến mất trong rừng núi kuroba đã bỏ trốn tôi vô cùng phẫn nộ hiển nhiên hai người kia cũng vậy chúng tôi tụ lại với nhau kẻ đâm người chém trong tuyệt vọng minamio hiroshi ngồi co do giữa ba người chúng tôi bình an vô sự tôi thấy chúng tôi thật ngu xuẩn tự dưng phải liều mạng bảo vệ cho một kẻ mình căm ghét từ trong rừng bỗng vọng lại một tiếng rú khủng khiếp chúng tôi nhận ra là tiếng kêu của con cáo khổng lồ chỉ có điều tiếng rú nghe vô cùng đau đớn, mỗi lúc một xa. Đàn cáo bỗng hưởng lại, ngừng tấn công, dòng tay lên nghe ngóng, rồi vùn vụt rút lui như thủy chiều xuống. Chớp mắt, bãi đất ngoài bìa rừng đã trống trơn, chỉ còn lại những xác cáo máu me và bốn người chúng tôi cũng máu me, kiệt sức. Từ bìa rừng, có một bóng người chậm chạp bước ra. Mái tóc dài rối bù che dợp mắt trái, trong tay sách nửa khúc chân cáo dơ lên trước mặt chúng tôi. Kuroba, đánh rắn phải đánh dập đầu, Nguyệt Bính ho sặc sủa, phun ra cả máu. Kuroba, thanh kiếm giấy trong tay Sukino dính đầy máu mềm oặt, rơi xuống khỏi tay. Kuroba dừng lại ở tít tận đằng xa, không tiến thêm nữa, cơ thể loạn trọng mấy cái rồi ngã ngửa xuống đất. Kuroba, cả ba chúng tôi đều hét lên, dáng hết sức tàn chạy tới. 8 anh ấy có sao không? Sukino ngồi trên có thấp thỏm hỏi. Tôi bắt mạch cho Kuroba, đưa tay dò thử động mạch cổ, lật mở mí mắt lên nhìn rồi lắc đầu. Ôi, Sukino bụng miệng, nước mắt ứ ra lã trã. Tôi vội vàng giải thích, ý tôi muốn nói là anh ấy không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da thôi. À, Sukino thở phào, rồi chợt ôm ngực nhăn nhó, quay sang phun ra một ngụm máu tươi hiển nhiên cô ấy cũng đã bị nội thương không nhỉ. Tôi thót tim, Sukino, cô làm sao thế? Sukino mặt trắng bệch, xua tay, chắc tiêu hao tinh lực quá nhiều, không sao đâu. Tôi đưa mắt nhìn sang, thấy Minami Hiroshi vẫn đang ngồi ủ rũ trong đống xác cáo. Tôi bỗng nổi giận đùng đùng, nhảy nhóc tới trước mặt hắn, cho hắn một đấm vào giữa mặt. Mẹ kiếp, tôi quát lên, nếu không phải tại mày, mọi chuyện đã không đến nỗi phải thế này. Sao bà già kia lại tìm đích danh mày? Lúc mày giết chết con cáo con, mày sung sướng lắm phải không? Mày có bao giờ nghĩ đến quả báo không? Mày nhìn xem, tất cả chúng tao thương tích đầy mình, bao nhiêu là cáo đã phải chết, chỉ riêng mày vẫn bình yên vô sự. Tao thật không muốn để cho mày sống. Tôi đã mang con gái của bà ta đi, Minamio Hiroshi đỡ đẫn nhìn xung quanh, rồi bàng hoàng như vừa tỉnh mộng sao mọi người lại bị thương đến nông nỗi này? Tôi nghe mà tức nghẹn tới suýt tắc thở, lại định táng cho hắn một đấm nữa. Anh vừa nói gì? Nguyệt Bính xông lại hỏi. Kuroba không biết đã tỉnh lại lúc nào, vừa ôm ngực ho sù sự vừa cùng Sukino đi tới. Minamio Hiroshi lại cúi gục đầu, nếu tin tôi, hãy đi theo tôi. Ở nhà tôi nghỉ ngơi mấy ngày, rồi tôi sẽ dẫn mọi người leo lên đỉnh Surugi sau cho chúng tôi một lý do để tin tưởng anh nguyệt bính vờn nghịch con dao găm thụy sĩ trên tay anh vừa nói đã cướp đi con gái của ai mọi người đã cứu tôi và laura tôi sẽ không làm hại mọi người đâu hơn nữa sự tin cậy của ngài okawa yuji vẫn không đủ để chứng minh sao Minamio hiroshi bóng quỳ nhỏm dậy dập đầu phù phục xuống đất cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người nguyệt bính đưa ánh mắt ngờ vực sang sukino và kuroba hai người khẽ gật đầu. Tôi nhận ra qua cuộc chiến sinh tử này, khoảng cách giữa chúng tôi đã thu hẹp lại không ít. 9. Nhà tôi ở ngay đỉnh núi bên kia, Minamio Hiroshi hồi thẳng dậy, chỉ vào ngọn núi cách đó không xa. Laura đang ở đó đợi tôi. Trong tình trạng của hắn lúc này, tôi lo rằng hắn sắp lên cơn điên đến nơi. Ngoài Minamio Hiroshi, bốn người chúng tôi ít nhiều đều đã bị thương, May mà đường núi vẫn tạm coi là bằng phẳng, đi cũng không tốn sức lắm. Vòng qua đỉnh núi, đã nhìn thấy một ngôi nhà gỗ hai tầng phía xa xa, tầng hai còn sáng đèn, lờ mờ nhìn thấy một bóng người hắt lên khung cửa sổ. Minamio Hiroshi mắt sáng rõ, Laura chưa ngủ, tôi biết ngay mà, tôi chưa về thì cô ấy sẽ không ngủ được. Anh Minamio Hiroshi, suốt dọc đường, Tsukino không nói một câu, sắc mặt trắng bệch như sáp, lúc này cô đột nhiên hỏi. Anh kết hôn được ba tháng rồi phải không? Nghe nói cô ấy là một người leo núi được anh cứu trong khi trèo lên đỉnh Surugi. Minamio Hiroshi cứ như bị điện giật, nhảy dựng lên, chỉ vào Sukino, con người gần như rớt ra khỏi chọc, sao cô biết? Cô còn biết được gì nữa? Dọc đường, tôi đã bình tĩnh lại để suy nghĩ về câu nói của Minamio Hiroshi. Hắn nói, tôi đã mang con gái của bà ta đi bà ta là ai con gái là ai lẽ nào trong những con cáo mà hắn đã tàn sát có cả con gái của các khổng lồ sở dĩ cáo khổng lồ biến hình thành bà lão để nhắc nhở tôi và nguyệt bính phải chăng bởi nó đã quyết định tìm Minamio hiroshi báo thù thế thì con gái của nó chính là con cáo nhỏ đã bị Minamio hiroshi lột ra vậy thì tại sao Minamio hiroshi lại biết đó là con gái của cáo khổng lồ tôi băn khoăn mãi mà không thể hiểu nổi nhưng lúc này, nhìn thấy phản ứng của hắn, tôi bỗng nhận ra, vấn đề có lẽ không phải là ở con cáo con, mà là ở Laura, cô vợ của Minamio Hiroshi. Có một truyền thuyết, nói rằng vào thời Edo, có con cáo đỏ hóa thành cô gái xinh đẹp. Sokino nói, một lần, cô gái được một người thợ săn cứu khỏi miệng gấu, nên đã lấy anh ta, sau đó sinh được một đứa con trai. Cậu bé về sau trở thành thầy âm dương nổi tiếng nhất Nhật Bản được mệnh danh là Yêu Hồ Kurama. Đến thập niên 90 thế kỷ 20, một tác giả truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản còn mượn ông làm nguyên mẫu cho một trong những nhân vật của mình. Tôi nhớ tên là Minamio Suichi. Khóe miệng Minami o Hiroshi giật giật, cô biết nhiều chuyện quá. Tôi luôn tự hào vì gia tộc vinh quang của mình. Vào nhà đi, tôi sẽ kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho mọi người nghe, giống như đã kể cho ngài Okiwa Yuji. Coi như cảm ơn mọi người đã cứu tôi và Laura. 10. Laura, anh về rồi đây. Minami Hiroshi đầy mở cửa, vuốt mạnh lên mặt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hôm nay nhà chúng ta có khách nhé. Họ đã bị thương trong khi leo núi, muốn nghỉ lại vài ngày. Xin lỗi, không báo trước cho em, mong em thư lỗi. Người Nhật là vậy đấy, rất lịch sự với cả người nhà. Tôi đưa mắt nhìn quanh, trong khi Kuroba rìu Suokino ngồi xuống đệm cói, Nguyệt Bính ôm cánh tay bị thương, chôn mũi người, sao trong nhà lại có mùi cáo thế? Minamio khom lưng chào chúng tôi rồi đi vào nhà trong. Tôi chỉ vào những tấm da cáo lớn nhỏ treo trên tường, có vẻ như hắn là một thợ săn xuất sắc đấy. Bao nhiêu da cáo thế này, có mùi là phải thôi. Nguyệt Bính nghi hoặc hết nhìn tường rồi lại nhìn tôi. Tôi lại nhìn sang Sukino và Kuroba, sắc mặt họ rất bất thường ánh mắt họ nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, ý như muốn nói, anh đang mê sảng à. Tôi trột giả, quay đầu lại nhìn, rõ ràng là trên tường vẫn treo đầy da cáo. Rõ ràng là do cáo mà, tôi kêu lên. Nguyệt Bính bước lại gần bức tường, đưa tay sờ, tôi thấy rõ ràng nó đã sờ tay vào một tấm da cáo trắng muốt bông xù, nhưng nó lại nói, da cáo. Trên bức tường này ấy à, Sukino, Kuroba, hai người có nhìn thấy không? hai người họ đồng loạt lắc đầu. Tôi dụi mắt, bước lại gần, nhấc một tấm da cáo ra khỏi tường, thế cái gì đây? Treo la liệt trên tường thế này mà mọi người không nhìn thấy à? Nguyệt Bính giơ tay ra, và tôi kinh ngạc khi bàn tay nó xuyên qua tấm da cáo cứ như xuyên qua không khí, tao không đùa với mày đâu nhé bí ngô. Tôi nghe mà khắp người lạnh toát, chẳng lẽ trải qua trận đại chiến người cáo vừa nãy, tôi khủng hoảng quá độ nên bị hoang tưởng rồi nhưng rõ ràng bàn tay tôi có cảm giác rất thực khi sờ vào tấm da, mùi hôi tanh còn bốc lên nhấc mũi, sao ảo giác lại có thể chân thực đến vậy? Nguyệt Bính, mày không tin tao à? Tôi ném tấm da vào mặt nó, tôi thấy rõ tấm da đã đập lên mặt nó, nhưng Nguyệt Bính vẫn tỉnh bơ như không. Tấm da mắc lùng lẳng trên đầu nó, trong mắt tôi, trông nó giống hệt như một con cáo khổng lồ. Nhưng trong mắt của Sukino và Kuroba, Tôi là một thằng điên. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Laura, tiếng Minamio Hiroshi rú lên thảm thiết ở nhà trong. Không, không, tại sao lại thế này? 11. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi người trước kẻ sau chạy vào nhà trong. Minamio Hiroshi co quắp ở góc tường, con người giãn rộng, mặt méo sạch, vẫn đang kêu la thảm thiết. Chiếc giường sát cửa sổ buông kín màn, bên trong là một người đang ngồi xếp bằng ngay ngắn cảnh tượng thật quá đáng sợ nguyệt bính to gan hơn cả xông lại vén màn ra người kia ngồi xây lưng lại với ánh trăng không nhìn rõ mặt mũi nhưng đã đủ khiến tôi suýt vỡ mật vì khiếp đàm dưới ánh trăng lờ mờ tôi nhìn thấy trên mặt cô ta lông lá xồm xoàm dựng đứng đâm ra tua tủa giống như một bộ mặt người cắm đầy kim châm cứu lạ lùng là người này ngồi im lìm như tưởng hình như đã chết. Tách, Kuroba bật đèn lên, trong phòng lập tức sáng chung. Hình ảnh người kia đập vào mắt tôi, tôi bất giác rú lên một tiếng. Một con cáo khổng lồ đang ngồi ngay ngắn trên giường, đôi tay nhọn hoắt nhô lên khỏi mái tóc đỏ dài thượt, mặt đầy lông lá, mũi nhô ra nhọn hoắt, miệng lộ răng nanh trắng vn, dưới chiếc cằm nhọn nhọn lơ thơ mấy cọng râu. Những phần cơ thể lộ ra bên ngoài quần áo phủ kín lớp lông đỏ rực, bàn tay đặt trên đầu gối rành rành là vuốt cáo một cái đuôi bông xù khổng lồ thò ra từ sau lưng cuốn quanh eo buông xuống đùi á à, sukino cũng rú lên kinh hãi giật lui trở lại đâm sầm vào tủ quần áo cánh cửa bật ra vài cọng xương chim rơi xuống lách cách sao người này lại biến thành thành cáo thế tôi lập cập hỏi chợt nhớ tới chuyện người hóa mèo ở cô bê đây là cao biến thành người Nguyệt Bính đưa tay ra sờ vào cổ con cáo, đã chết rồi. Chết rồi, Minamio Hiroshi lẩm bẩm mấy lần, rồi bỗng gào lên xé hỏng. Không, không thể như thế được, sao Laura có thể chết được? Anh là người, hay là cáo? Nguyệt Bính gần giọng hỏi, tôi, Minamio Hiroshi ra hai tay ra trước mắt nhìn chằm chằm, tôi là người, sao tôi có thể là cáo được? Nhưng dưới ánh đèn, tôi đã nhìn thấy cơ thể anh ta đang biến đổi. Lông tơ mọc ra tua tủa trên mặt, dài ra nhanh chóng, mũi từ từ đó lên, hai mắt dịch lại sát bên sống mũi, mũi dài ra, khóe miệng mở rộng sang hai bên. Tôi đang kinh sợ đến mất mật, thì chớp mắt một cái, anh ta lại khôi phục hình dạng của Minamio Hiroshi. Tôi, tôi là Minamio Hiroshi, anh ta hoang mang nhìn xung quanh. Tôi là dòng dõi vinh quang của yêu hồ Kurama tôi là con người. Nhưng mặt của anh ta vẫn tiếp tục biến đổi, chốc thì biến thành cáo, chốc lại biến thành người. Giọng nói cũng lúc thì khàn đặc, lúc thì the thế. Điều đó khiến tôi lớn lạnh. Tôi biết rồi, Sukino bụng miệng kêu lên, họ là yêu hồ và Yamaoba. Không được nói ra, Kuroba vội vàng ngăn cô lại, nhưng đã muộn. Minamio -oh Hiroshi bỗng im bặt, quay người lại từ đầu vào tường, yêu hồ. Yamauba. Yêu hồ, Yamauba, nghe quen quá, chít chít, chít chít. Một cái đuôi đỏ bông xù từ từ thò ra khỏi thắt lưng anh ta. Hai chân uốn cong, móng vuốt cáo chọc thủng tất chui ra. Trên cổ, lông mọc ra vùn vụt như măng mọc sau mưa, tay nhô lên trên đỉnh đầu, mỗi lúc một nhọn. Khi quay người lại, đứng trước mặt chúng tôi đã là một con người cáo. Cẩn thận, Nguyệt Bính lách người đứng chắn trước mặt tôi. Không cần đâu, anh ấy sẽ không làm hại chúng ta. Sukino nói, hóa ra, yêu hồ và Yamaoba là có thực. Nhưng cơ thể tôi đã không còn điều khiển được nữa, hai đầu gối va vào nhau lập cập, gai ốc sơn lên tua tua. Người cáo hoang mang nhìn chúng tôi, ánh mắt dùng lại ở chỗ Laura. Anh ta nhấc chân muốn đi tới, nhưng lại loạn choạng ngã nhào xuống đất. Tiếp đó, anh ta dùng tứ trị đã biến thành chân cáo khó nhọc bò lại gần, cụt khịt mũi hít người hồi lâu, chốc chốc lại dụ đầu vào xác Laura, từ trong họng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, có lẽ chắc chắn là Laura đã chết, người cáo hú lên thảm thiết, rồi cắn lấy sau gáy cây xác cáo, tứ chi cùng bật lên, lao vọt qua cửa sổ. Chúng tôi chạy vội ra cửa nhìn, chỉ còn thấy một con cáo mặc quần áo tha theo xác của một con cáo khác, thất thiểu lách dùng mà đi, từ từ biến mất sau những tán cây. Yêu Hồ và Yamauba, Sokino sụt xịt khóc, tình yêu ngàn năm, lời nguyền luân hồi mấy kiếp, đến kiếp này mới được giải thoát. Đáng lẽ họ không nên yêu nhau, Kuroba than thở, không có gì là nên với không nên, chỉ có muốn và không muốn mà thôi, cho dù là cái chết cũng không thể ngăn cản được sự gặp gỡ tại kiếp sau. Sokino lau nước mắt, anh Bí, anh Nguyệt, chắc các anh chưa biết câu chuyện này, các anh có muốn nghe không? 12 là con trai của yêu hồ và thợ săn nhưng Minamio suichi không hề biết đến thân thế của mình ngoài người cha kiệm lời bầu bạn với anh chỉ còn người mẹ xinh đẹp vì bẩm sinh đã mang mái tóc đỏ rực nên trẻ con trong làng đều xa lánh anh coi anh là yêu quái gió núi thổi tới mái tóc đỏ rực rỡ bay tung che dợp mắt anh dãy núi xanh biếc cũng vì vậy mà nhuốm lên một tầng cô tịch tựa ánh chiều tà người nông dân cày bừa dưới ruộng, quất roi đen đét, con trâu cắm cúi kéo cày, rẽ từng luống đất phì nhiêu đen nhức. Mẹ, sao họ phải vất vả thế? Minami Suichi nhức lên hỏi, đôi mắt to nheo lại dưới ánh nắng chói chang. Suichi, thần mặt trời Amaterasu ban tặng cho mỗi vật trên thế gian một tài năng khác nhau. Người bình thường chỉ có sức khỏe yếu ớt, nên phải cày ruộng vất vả đàn bà có được đôi tay khéo léo nên làm công việc đan lát, nấu nướng. Người giỏi bơi lội trở thành ngư dân, còn người dũng cảm và thông minh trở thành. Khuôn mặt xinh đẹp của người mẹ ủng hồng, bà đưa tay vuốt mái tóc dài đỏ rực, trở thành thợ săn xuất sắc như cha con. Ồ, oh, suichi chi nép vào lòng mẹ, thế con sẽ trở thành người như thế nào? Người mẹ xoa đầu Suichi, con là đứa con đáng yêu của cha mẹ, như vậy đã đủ rồi. Suichi bỗng bám vào thân cây lớn bên cạnh, thoăn thoắt trèo lên. Người mẹ lo lắng, Suichi, cẩn thận đấy. Mẹ ơi, tối hôm nay chúng ta ăn trứng chim nhé. Suichi đứng thẳng người trên ngọn cây, trong tay cầm mấy quả trứng chim. Suichi, chúng ta không được làm hại sinh linh, mau đặt trứng chim trở lại chỗ cũ. Người mẹ nổi giận, Suichi ngơ ngác, đừng cha ngày nào cũng đi bắt sinh linh đấy thôi. Suichi ngoan, xuống đây nào, người mẹ giang rộng cánh tay, vì sinh tồn, chúng ta bắt buộc phải ăn các sinh linh khác. Nhưng chúng ta không được làm hại chúng để tiêu khiển hoặc mua vui. Suối chi cẩn thận đặt những quả trứng chim lại trong tổ, rồi nhảy từ trên cây xuống, mẹ ơi, con biết con sẽ trở thành một người thế nào. Con muốn trở thành người bảo vệ sinh linh. Suichi chi giỏi quá, người mẹ ôm cậu bé vào lòng khen ngợi. 13. Suichi Suichi, một chiếc bánh nếp đập lên mặt Suichi. Suichi biếng nhác gối đầu lên cánh tay, Akiko, để anh ngủ thêm lát nữa. Akiko thò đầu vào cửa sổ, mắt long lanh, hai lúm đồng tiền sinh sắn xoáy sâu trên đôi má ngây thơ, đừng ngủ nữa. Hôm nay tế thần núi đấy, đi xem với em đi. Anh không đi, anh trai em toàn chửi anh là yêu quái thôi, còn ném đá vào anh nữa. Suichi hủy hoài ngồi dậy, cầm cái bánh nếp lên ăn. Bánh nếp của Akiko làm anh muốn khóc vì cảm động đấy. Anh cứ ăn đi, em đợi anh. Akiko chạy ra ngồi trên đống củi hát líu lo. Suichi buồn buồn nói, Akiko, đúng là anh không muốn đi xem tế thần núi đầu. Ngoài em ra, ai cũng coi anh là yêu quái cả, còn mắng chửi mẹ anh nữa. Anh có thể đánh họ mà, Akiko ôm gối lắc lư, lần trước anh dẫn em vào trong núi gặp chó sói anh còn đánh cho nó sợ bỏ chạy con gì. Xui chi liền ưỡn ngực, anh muốn làm người bảo vệ sinh linh, làm sao có thể vì vài câu chửi rùa mà làm hại người khác được. Thôi đừng đi xem tế thần núi nữa, anh dẫn em lên đỉnh Surugi xem núi lửa phun nhé. Hay quá, hai người đứng từ xa, nhìn dòng nham thạch sôi sụp trong miệng núi lửa, phả hơi nóng nghi ngút. Ôi, đẹp quá, Sui Chi, nếu không có anh, cả đời em cũng không thể nhìn thấy cảnh đẹp thế này. Akiko cười rạng rỡ nắm tay Suichi, chẳng may hòn đá dưới chân cập kênh Akiko loạng choạng chụp ngã. Suichi nắm tay Akiko kéo cô lại, ôm chặt vào lòng. Suichi, anh sẽ bảo vệ em cả đời phải không? Chắc chắn rồi, anh sẽ dẫn em đi xem tất cả những phong cảnh đẹp nhất Nhật Bản. Hay quá, em sẽ đợi đến ngày ấy. 14. Trên đỉnh núi hai con người trẻ trung ôm chặt lấy nhau, hai trái tim chân thành hòa cùng một nhịp. Thằng Minamio Ichiro chết tiệt lại lấy được cô vợ xinh đẹp thế kia. Ánh mắt hiểm độc lóe lên bên vết sẹo chạy dài từ lông mày trái tới tận sống mũi. Mái tóc nàng mới rực rỡ làm sao, thật khiến người ta mê đắm. Này, nghe nói cô ta là hồ ly tinh, ai có ý đồ sàng bậy đối với hồ tinh sẽ bị sơn thần giáng tội đấy. Đương nhiên ta đã có cách, Gã mặt sẹo cười nham hiểm, cho dù là hồ tinh thật thì cũng có nhược điểm. Sau khi chơi chán, ta sẽ bán cô ta tới Edo, kiểu gì cũng kiếm bộn. Đêm ấy, ánh sao lạnh lẽo, dưới cội anh đào đã cùng trưởng thành với Suichi, một thiếu niên anh Tuấn và một thiếu nữ xinh đẹp ôm nhau đứng dưới gốc cây. Suichi, cha em đã đồng ý với hôn sự của chúng ta rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Akiko ửng lên hồng rực. Suichi trao mày, nhưng anh không muốn vào sống trong làng họ đều coi anh là quái vật anh không muốn em cũng bị ức hiếp và chế diễu theo anh nếu không chịu đựng được những điều này thì em đã không yêu anh akiko cắn môi nói cha em đã đồng ý cho em sống cùng anh trên núi vợ theo chồng là hợp lý mà ở trên núi khổ lắm không có gạo ngon không có cá tươi không có vải đẹp chỉ có thịt thú rừng rau dại và quần áo vải thô thôi suichi chỉ vào ngôi nhà gỗ nhỏ cách đó không xa mẹ anh chỉ mong được ở bên cha anh cả đời giờ tuy cha anh đã mất mẹ vẫn lưu luyến không muốn chuyển đi suichi bắt đầu từ hôm nay em sẽ là vợ của anh em sẽ yêu anh cả đời giống như mẹ anh yêu cha anh vậy minamio suichi tôi xin thề với gốc cây này sẽ chọn đời yêu thương akiko tôi sẽ dẫn nàng đi xem những phong cảnh tươi đẹp nhất nấu cho nàng những món ăn ngon nhất vĩnh viễn không bao giờ khiến nàng phải đau buồn. Nếu tôi không làm được, tôi sẽ phải chịu lời nguyền rùa, vĩnh viễn không có được tình yêu thực sự. 15. Mẹ, con hồi hộp quá. Sui chi ra hai tay vào nhau, hồi hộp nhìn về phía bên kia núi. Đoàn rước dâu vẫn chưa thấy tới. Con đừng nôn nóng, trông chẳng giống chú rể gì cả. Người mẹ mỉm cười, thời gian không để lại chút xíu dấu ấn nào trên dung nhan, bà vẫn xinh đẹp như hồi hai mươi mấy tuổi. Đây có lẽ chính là điểm chung của Hồ Ly Tinh. Nếu cha con nhìn thấy được ngày hôm nay thì hay biết mấy. Người mẹ dõi mắt về phía rừng xa, nhớ lại những ngày tháng xưa cũ. Tiếng nhạc hỉ đã réo rắt trên đường núi, đưa hai mẹ con quay trở về với hiện thực. Ông thông gia dẫn đầu đoàn người đông đảo, phục sức trang trọng, sắc mặt hồ hởi, phía sau là mấy người khiêng theo một vỏ rượu lớn. Akiko đâu, thấy trong đoàn rước dâu không có kiệu hoa, Suichi ngạc nhiên hỏi mẹ. Người mẹ cốc vào đầu anh, đồ mốc, nhà thông gia mang rượu tới chúc mừng trước, cô dâu phải đến trưa mới được tới. Suichi ngượng nhịu gãi đầu, mái tóc dài đỏ rực sáng lên lấp lánh. Ngày vui đương nhiên không thể thiếu mỹ tử, người mẹ đã chuẩn bị sẵn mấy bàn tiệc ngon lành, mọi người ăn uống linh đình, chén nọ tiếp chén kia. Người mẹ chưa bao giờ uống rượu, trong ngày trọng đại này, cũng không nỡ từ chối thịnh tình của thông gia. Xui chi thấy mắt mình cứ mờ dần, mờ dần, lưỡi cứng lại không thể nói năng, người lao đảo, đầu óc ù đặc, bồng bềnh như trong mộng. Đột nhiên, anh nhìn thấy hai người anh trai của Akiko tung thòng lỏng, chồng vào cổ anh, siết chặt anh vào ghế. Anh cứ ngỡ mình say quá sinh ảo giác, nhưng khi nhìn thấy cha và chú của Akiko tung lưới úp chụp lấy mẹ mình, kéo tới bên gốc cây, anh mới choàng tỉnh. Ha ha, cho dù là hồ ly tinh cũng phải chịu phép trước rượu hùng hoàng đã được nhà sư yểm bùa. Vết sẹo đỏ lừ trên mặt cha Akiko, khiến khuôn mặt vừa nãy còn hoan hỉ giờ đã trở nên hung hãn. Minamio Suichi giận dữ quát lên, các người làm gì vậy? Một cú đấm dáng thẳng vào mặt anh khiến anh choáng váng. Anh trai Akiko xoa xoa mờ u bàn tay, hùm con trai của yêu quái mà cũng dám đòi lấy em gái tao suichi ra sức dãy rủa nhưng thòng lọng của thợ săn càng dẫy lại càng thít chặt tôi không phải con trai của yêu quái akiko đâu suichi hét lên mày không phải cha akiko gần giọng vậy thì tao sẽ cho mày xem người mẹ lúc này đã bị quấn chặt trong lưới treo lên cây bà đã hoàn toàn bất tỉnh cha akiko lấy ra một quả chuông gỗ đeo vào cổ tay người mẹ ánh sáng đỏ bỗng hát lên trói mắt, cơ thể người mẹ bỗng mọc ra lớp lông dày màu đỏ, biến thành người cáo. Sư thầy nói chỉ cần buộc chuông gỗ đào vào tứ chi, bà ta sẽ bị ta khống chế. Cha Akiko phá lên cười khả ố, đúng là một con cáo, chứ đàn bà trên thế gian đầu có thể trẻ mãi không già. Khi quả chuông gỗ thứ hai buộc xong, người mẹ choàng tình. Nhận ra mình đã trở lại nguyên hình, bà kinh hãi kêu lên, muốn dây thoát khỏi tấm lưới, nhưng bị cha Akiko đánh một gậy trúng đầu ngất lim. Xôi chi giận dữ quát lên, ta sẽ giết các người. Tất cả mọi người đều phá lên cười khoái trá. Giết chúng ta, đồ yêu quái, người có bản lĩnh đó sao? Mẹ mày là yêu quái còn chẳng ăn thua nữa là mày. Cứ chọc mù mắt nó, cho nó làm con cáo mù đi. Mày quá nhờ có Akiko, không thì mọi chuyện đâu có dễ dàng thế. Cái gì, Akiko, Akiko đã biết trước việc này. Nàng lừa mình kết hôn để cha nàng thực thi gian kế, mắt xuôi chi đỏ bầm, thế giới trước mắt cũng biến thành màu đỏ máu. Phụt, một đám lửa lớn bốc cháy trên người Suichi, chi, đốt đứt dây thừng, đốt đứt quần áo của nhân gian. Từ trong ngọn lửa hiện ra một con cáo đỏ rực rỡ tuyệt đẹp. Ta sẽ, con cáo lửa ngửa mặt rít lên, móng vuốt bắn tóe hoa lửa chói trang, giết các ngươi. chi không được làm hại sinh linh, người mẹ cũng vừa tỉnh lại, kêu lên đến đứt hơi. Nếu không con sẽ phải chịu lời nguyền của thần Amaterasu. Suichi vừa bước được nửa bước đã khựng lại, thế nhưng, mẹ, bọn họ. Phập, một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào bụng người mẹ. Cha Akiko trong cơn hoảng loạn đã nổi cơn hung tàn mất trí, vùng dao đâm chết bà. Suichi gầm lên một tiếng, bất chấp tất cả, lao vào đám đông điên cuồng cắn xé và Minami Osuichi đã trở thành ma. Và yêu hồ Kurama đã ra đời. 16. Hai năm sau, núi Phu Sĩ xinh đẹp có thêm một yêu quái, lúc thì biến thành thiếu niên thanh tú, lúc thì biến thành cáo lửa bốc cháy. Người lên núi gặp phải nó, sẽ bị giết chết ăn thịt, rồi tha xương đến đặt trước của nhà người bị hại. Núi Phu Sĩ thần thánh chỉ trong hai năm đã biến thành địa ngục trần gian, ai nghe cũng phải tái mặt các thầy âm dương, tăng lữ, võ sĩ, ninja giỏi nhất Nhật Bản lên núi trừ yêu đều phơi xương trắng trong núi, không chừa một ai. Nhưng kỳ lạ là con cáo lửa chẳng bao giờ động đến bất kỳ sinh vật nào khác trên núi. Dường như nó chỉ thù hận con người. Có người nhìn thấy, cứ vào đêm trăng lưỡi liềm, con cáo lửa lại đứng trên đỉnh núi hú lên từng hồi bị thiết. Kurama đang đói bụng, nhưng anh tuyệt đối không làm hại những sinh linh khác. Đây là chấp niệm mà người mẹ đã để lại cho anh khi anh còn làm người. Vậy mà thật nực cười, họ lại đồn đại anh ăn thịt người. Đột nhiên, anh ngửi thấy mùi của người già, lần theo mùi đó, anh tìm thấy một bà lão tóc bạc phơ đang khóc nức nở bên gốc cây. Gốc cây ấy trông rất quen thuộc, dường như đã mơ hồ gợi lại một điều gì đó trong ký ức của Kurama. "Soichi, anh ở đâu?" Bà lão đưa những móng tay dài ngoẵng cáo đen bám vào gốc cây. Em đã tìm anh hai năm, anh tại sao cứ mãi trốn tránh em? Hay tại anh chế em giờ đã già nua sâu xí, em buộc phải biến thành như vậy, để giết chết tất cả những kẻ lên núi săn đuổi anh? Suichi, cái tên này thật quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Kurama đang ngẫm nghĩ thì bà lão bỗng quay phát người lại. Đó là một bà lão với khuôn mặt chẳng chịt nếp nhăn, khóe mắt xếp ngược, miệng rộng ngoác. Mái tóc dài thượt cứng đờ như thép, hoàn toàn bất động trong gió. Ngươi là ai? Bà lão quát lên. Kurama ngẩn ngơ, không ngừng tự hỏi, tôi là ai? Ta không đọc được nội tâm của ngươi. Bà lão giở hai bàn tay ra, nhưng hẳn ngươi cũng đến đây để làm hại Suichi. Bà ta dương bộ móng tay cùng sắc như thép nhảy sổ vào Kurama, nhưng móng tay vừa chọc vào lồng ngực yêu hồ. Bộ vốt sắc lẹm của Kurama đã cứa đứt tiết hầu bà lão. Hai bên chân chối nhìn nhau, rồi Kurama biến thành Suichi, bà lão biến thành Akiko. Suichi, Akiko mềm nhũn ngã gục xuống đất. Em biết rằng anh sẽ tới, anh có tha thứ cho em không? Suichi bằng hoàng ôm ghi lấy cơ thể giá lạnh của Akiko, nghẹn ngào. Akiko, anh chưa bao giờ trách cứ em cả, chưa bao giờ. Akiko mỉm cười, từ từ khép mắt lại. Từ đó, Nhật Bản có thêm một thầy âm dương diện mạo thanh tú, lang bạt trong núi, cứu giúp sinh linh gặp nạn. Mỗi khi tới một nơi phong cảnh tươi đẹp, anh sẽ lấy từ trong người ra một ống trúc, đổ ra chút xíu tàn cho sám trắng, cho bay tung theo gió. Akiko, phong cảnh nơi đây có đẹp không em? 17. Sukino kể thêm, trong phòng lặng phắc như tờ, để tôi bổ sung nốt đoạn còn thiếu. Kuroba vỡ bầu không khí nặng nề, trước khi thành hôn, Akiko đã mang thai đứa con của Suichi. Sau khi biết được sự thực, cô đã gửi con cho người khác nuôi, bỏ lên núi tìm Suichi. Nỗi đau khổ, giàn vặt, tương tử, thù hận đã khiến cô biến thành Yamauba. Nghe nói loài yêu tinh này có thể đọc được tâm tư của con người, chuyên ăn thịt người. Còn Minamio Suichi do đã phản lại lời thề độc vĩnh viễn bảo vệ Akiko, nên cũng không bao giờ có được tình yêu thực sự giống hệt như chuyện vừa mới xảy ra, trong cơn đau đớn cùng cực, dòng máu yêu hồ bùng cháy, Minamio Hiroshi đã biến thành hình dạng vốn có. Thế tại sao anh ta lại đi giết cáo? Câu hỏi của Nguyệt Bính cũng là thắc mắc của tôi. Anh ta còn nói, Laura vợ mình rất thích ra cáo. Nói vậy chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Mẹ của Minamio Suichi là hồ ly tinh, nhưng đã hóa thành người để lấy thợ săn nhằm bảo đáp ân tình, thì Laura cũng có thể lắm chứ. Kuroba nói, nhưng sau khi cáo biến thành người, cần một lượng lớn da cáo để duy trì hình người, điều đó cũng có nghĩa là phản bội giống loài vì tình yêu. Nếu không thay ra đúng thời hạn, sẽ hiện nguyên hình mà chết. Cho nên con cáo khổng lồ ấy muốn tìm Minamio Hiroshi là để đòi lại con gái của bà ta. Nhưng tại sao chỉ có tôi nhìn thấy những tấm da cáo? Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Đằng xa đỉnh núi xanh đen, trông như một con cáo khổng lồ đang ngửa đầu kêu khóc. Câu hỏi này có thể có đáp án, có thể không, giống như lời nguyền của gia tộc Minamio, luôn âm thầm hiện diện và thao túng tất thảy. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.